Cuộc đời chua chát của MC Cát Tường làm người gắn kết bao cặp đôi nhưng lại lỡ chuyến đò hạnh phúc chính đời mình. Là bà mối mắt tay cho nhiều cặp đôi nên duyên vợ chồng, nhưng chuyện tình riêng của Cát Tường lại khá lận đận, 10 mối tình vẫn chưa cập bến. Là nữ MC duyên dáng, thường xuyên mai mối cho các cặp đôi nên duyên vợ chồng, nhưng số phận lại trêu đùa người phụ nữ được gọi là bà Mai. Đã 40 mùa xuân đi qua đời Cát Tường, chị vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ an toàn. Lần đầu xuất hiện trong chương trình Xoánh Hào Quang, MC Cát Tường đã có những chia sẻ trải lòng về câu chuyện cũ. Ngày còn nhỏ, Cát Tường không được như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Vào Sài Gòn lập nghiệp, nhưng gia đình chị lại có cách sống phong lưu. Dù có những ngày chị ăn rau cơm đạm bạc, nhưng ai nấy vẫn phải giữ sự sang chảnh thứ thiệt. Chưa từng nghĩ bén duyên nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ, dù đạt danh hiệu Hoa Khôi Duyên dáng năm lớp 10 và giải ba cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 1996. Bà Mai bảo, lúc đó chị vẫn nghĩ, mình chỉ có thể kinh doanh thôi, mẫu kinh doanh của chị lớn lắm. Nữ MC cũng bộc bạch thời điểm đó chị không trau dồi kiến thức vì bị chuyện tình cảm chi phối quá nhiều. Từ khi vào nghề, chị đã là sao hạng B, nhưng 21 năm trôi qua vẫn cứ là B. Chị chưa vượt lên hạng A được vì bản thân chưa thực sự sống chết với nghề. Không những thế, trên chặng đường làm nghề, chị còn bị tình yêu gây ảnh hưởng. Cát Tường tâm sự, dù khẳng định bị tình cảm chi phối nhiều, nhưng ở tuổi tứ tuần, người đàn bà này vẫn chưa tìm được một bến đỗ bình yên. Chia sẻ với Trấn Thành, nữ diễn viên cho biết, điều ước và mong muốn lớn nhất lúc bây giờ là có mái ấm gia đình trọn vẹn. Cát Tường bảo với chị tình yêu đứng vị trí quan trọng nhất, sau đó mới đến sự nghiệp. Là người gắn kết bao cặp đôi nhưng lại lỡ chuyến đò hạnh phúc chính đời mình, Cát Tường tâm sự hơn 10 mối tình trải qua. Chị những tưởng sẽ có được cuộc sống viên mãn êm ấm với cuộc tình sét đánh. Không ngờ mọi thứ đổ vỡ khi cô sinh con đầu lòng, sau thời gian chịu đựng gắn gượng nhưng không trọn vẹn. Chồng Cát Tường đã bỏ đi, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Khi yêu nhau, xa nhau, cả hai gọi điện cho nhau mỗi ngày khóc lóc nhớ thương. Đến khi hạ sinh Na Uy được một tháng, anh về nước, tình cảm lại thay đổi. Chị cảm nhận được, tìm cách níu giữ nhưng không thành. Đến khi anh trở về, xin chị cho thêm một cơ hội thì lúc này mình đã không còn cảm xúc. Chị phải xin lỗi anh ấy vì không thể cùng nhau chung bước nữa. Nữ diễn viên nghẹn ngào, dù đã đường ai nấy đi, nhưng nữ MC vẫn tạo điều kiện cho hai cha con gặp nhau. Làm mẹ nhưng Cát Tường không thích trẻ con và tự thừa nhận bản thân không phải là người mẹ tốt. Bản thân chị không phải người mẹ tốt, chị sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại không như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Chị ngại thay tã, tắm rửa và lo cho con ăn. Mẹ chị mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái. Cát Tường trải lòng, trước những lời chia sẻ từ MC Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình và MC Trấn Thành đã nói kết với con gái của Cát Tường. Cô bé bộc bạch, không muốn mẹ đi thêm bước nữa và không muốn có thêm em. Na Uy bảo mình sợ đứa trẻ được sinh ra lại giống mình ngày xưa, không được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ mẹ. Con gái Cát Tường quan niệm, nếu mẹ đến với người đàn ông mới, cô bé sẽ phải chia sẻ tình cảm và gọi người đó bằng cha. Trước lời tâm sự từ con trẻ, nữ MC bật khóc nức nở.